Miền Bắc có thể đón không khí lạnh vào mùng 8 tháng 3. Hôm nay, mùng 6 tháng 3, các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết sáng nhiều mây, có mưa, trưa chiều hứng nắng. Dự báo khoảng 8/3, khu vực này đón không khí lạnh yếu tăng cường. Miền Trung hôm nay ít mưa, Nam Bộ có nắng nóng diện rộng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông nên hôm nay khu vực phía Tây Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc bộ trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, ngày mai, các tỉnh Đông Bắc Bộ có thể đón mưa phùn do không khí lạnh lệch đông mang hơi ẩm từ biển vào. Khoảng ngày 8 đến mùng 9 tháng 3, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 24 đến 27 độ. Dự báo hình thái thời tiết này duy trì nhiều ngày tới ở đây. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc 2 đến 3, riêng vùng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc 2 đến 3, riêng vùng ven biển Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 30 độ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo nắng nóng ở Đông Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Hôm nay khu vực từ Nha Trang trở vào Nam Bộ, chỉ số tia UV cực đại có thể trên 10, nguy cơ gây hại từ tia UV trong những ngày tới đều ở mức rất cao. Người ra đường được khuyến cáo nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng. Biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.